Hướng dẫn đăng ký điều khiển thông minh với TV Smart TV 4K mới của LG 2017. Tức là các bạn muốn sử dụng có xuất hiện con trỏ màu đỏ kia thì các bạn phải đăng ký. Các bạn ấn phím giữa chuyển lăn để đăng ký. Sau khi nó hiện lên bảng OK ở trên màn hình TV thì các bạn ấn OK là thành công. Để sử dụng chuột này cho TV khác, ví dụ nhà bạn dùng 2 TV thì các bạn phải ấn hủy đi. Ấn nút ngôi nhà. Ấn phím listen và back đồng thời. Trong 3 giây. Nhấn giữ 3 giây nó sẽ hủy điều khiển ở trên cái. Chẳng như đây là 55SG800T. Muốn hủy điều khiển trên con này thì các bạn ấn 2 phím. Phím home, phím ngôi nhà và phím reason ngôi nhà và phím back. Sau khi nó không xuất hiện con trỏ đỏ nữa thì là xong. Và các bạn muốn đăng ký lại thì các bạn ấn phím chuột lăn ở giữa. Hiện đăng ký thành công điều khiển của bạn kìa. Vậy là thành công thôi. Để xuất hiện được con trỏ này thì khi các bạn sử dụng cái smart này nó sẽ dễ dùng hơn rất nhiều. Tốc độ di chuột nó cũng nhanh. Các bạn chỉ đến đâu thì con chuột nó sẽ xuất hiện đến đó. Đây các bạn hủy thì các bạn ấn đồng thời 2 phím reason này. Reason và back là nó sẽ tự động hủy trong 3 giây. Đấy. Trong 3 giây tự động mất và muốn đăng ký lại thì ấn con lăn ở giữa là thành công. Đây 55SG800. Làm sao công suất 160W. Tôi lấy cái lá xeo phải không? 55SG800T. Sau khi tắt TV các bạn phải kết nối lại thì nó mới nhận điều khiển này. Ấn đồng thời 2 phím đi anh. Thiết kế viền kim loại mỏng này. Trên đề bán nguyệt. Năm nay TV LG tích hợp thêm cái hệ thống loa Harman Kardon nữa đúng không? Đã nhận điều khiển đúng không anh? Một chiều chụp bay.
đi mới ban đầu các bạn cần kết nối mạng cho nó. Kết nối wifi. Bốn số sáu, bốn số chín đúng không em? Lâm Lâm S G 800 T Smart 4K 550 Web OS 3.5 kết nối thành công các bạn back trở lại. Đấy, sau khi kết nối thành công rồi thì các cái ứng dụng mới này các bạn đều phải kết nối hết. Con này thiết kế khung tranh viền kim loại siêu mỏng.